Các bạn và các em yêu quý, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bài tập số 4 trong dạng 2, tìm các cái đại lượng hay chính là các cái thông số liên quan đến cấp số cộng. Bài toán giống như cái bài 3, tìm số hạng đầu U1 và công sai D của các cấp số cộng. Ở đây thầy lại cho chúng ta thêm 4 câu khác nữa. Em để ý cho thầy cái câu A nhé, là nó có một cái mối liên hệ về các số hạng nhé. U1, U5 ở đây là tổng S4. S4 có nghĩa là tổng 4 số hạng đầu tiên đấy. Cái này là cho hai cái tổng đúng không? Tổng S7 và tổng S12. Đó. Trong câu C thì có một cái mối liên hệ bậc 2, đây U1 bình và U2 bình. Nên ta dự đoán rằng là cái bài này tí nữa nó sẽ ra hai cái cấp số cộng. Nhưng mà người ta lại cho mình thêm một cái điều kiện nữa, đó là D là số nguyên. Như vậy các em cẩn thận, có khi tí nữa chúng ta loại mất một cái cấp số cộng nào đó rồi đấy. Đấy, thêm điều kiện nhé. Câu C và câu D thì gần giống nhau, nhưng mà cái câu D thì bắt đầu thầy cho nhiều số hạng hơn. Những bài này thì người ta thường sử dụng nguyên tắc đó là phân tích các số hạng này ra theo U1 và D, sau đó người ta sử dụng phương pháp thế, đúng không? Nhất là hai cái phương trình này này. Thì tí nữa thầy trò chúng ta sẽ sử dụng phương pháp thế các em nhé. Rút U1 hoặc D ra để thế vào phương trình dưới, sau đó phân tích tung ra rồi lấy máy tính bấm là xong. Nhớ chưa? Những bài này ta dự đoán là có thể là có hai cái cấp số cộng thỏa mãn đấy. Bây giờ thầy trò mình cùng làm câu đầu tiên là câu A. Với cái đề bài này thì chúng ta phân tích ra thì chúng ta để đầu tiên ta để nguyên cái này đi, U1 cộng 2 U5 bằng 0. Theo cái công thức tính S4 ấy, thì chính là bằng S thì chính là bằng U1 cộng với U4 từ số đầu cộng số cuối đấy. Số đầu cộng số cuối nhân số số hạng chia 2, thì thầy đã nhẩm trước cho em là số số hạng là 4 chia 2 nó bằng 2, thầy viết như thế này luôn có hiểu không? Đúng rồi nhá. Có hiểu chỗ này không? Đúng không? Như vậy là bản chất người ta cho cái tổng này chỉ là người ta cho hai cái số hạng U1 và U4 mà thôi. Như vậy nhiều sông nó đổ ra biển hết, các cái câu này thực ra nó giống cái bài trước. Chỉ có điều là lúc đầu cái giả thiết người ta cho khác đi tí thôi. Thầy bảo nhá, thế bây giờ chúng ta sẽ phân tích nốt cái U4 và cái U5 này ra theo U1 là được cái gì? Thế thì chỗ này sau khi kem chia 2 bỏ xuống để cho bên này bằng bẻ, thì bây giờ các em sẽ có ngay đó là U5 thì bằng U1 cộng 4 lần con D. Còn U4 thì bằng U1 cộng 3 lần con D. Các em nhân tung chỗ này ra, thế là bài toán ổn nghe. Chỗ này chắc chắn là hiểu rồi đúng không? Nhân tung xòe thì ta được 3 lần U1 đúng không? Cộng 8D. Chỗ này là 2 U1 cộng 3D bằng 0. Các em lấy máy tính bấm là ra được U1 bằng 8, D bằng âm 3. Thế là rất là ổn, ok. Cái chỗ này thì biết bấm hết rồi. Thế như vậy là câu A là kết thúc thành công, người ta cho một cái tổng, đúng không? Trong câu B người ta cho em hai cái tổng, thì cũng chỉ là hai mối liên hệ giữa hai U, đó là U1 U7 và U1 U12 mà thôi. Thầy dặn dò các em là các em nên sử dụng công thức U1 cộng với U7 nhân số số hạng chia 2 kiểu như thế. Các em đừng dùng cái công thức tổng mà NU1 cộng NN trừ 1 nhân D chia 2. Nếu các em dùng công thức ấy cũng được. Nhưng mà lúc đầu các em có thể thấy nó hơi lằng nhằng phức tạp, thì các em nên viết theo cái tổng mà thầy hay dạy các em ghi như thế này này, đơn giản. U đầu cộng U cuối, U1 cộng U7 nhân số số hạng là 7 chia 2. U1 cộng U12 nhân số số hạng là 12 chia 2. Nhân với số số hạng chia 2 sẵn rồi, thầy chia 6 này, thì là ra. Thế thì bài này chúng ta phân tích xong thì phân tích từ từ thì nó dễ hiểu. Còn nếu em muốn làm theo cái kiểu công thức là NU1 cộng NN trừ 1 nhân D chia 2 thì cũng đều được thôi. Thì trong trường hợp ý là em điền N bằng 7 với N bằng 12 thì thực ra thì nó cũng như nhau cả, đúng không? Nhưng mà lúc đầu viết cái công thức ý thầy có cảm giác nó hơi phức tạp tí. Còn cuối cùng thì cũng vẫn đưa về cái hệ đó là U1 và D như nhau cả thôi. Nhưng mà thầy thích đi theo hướng này, phân tích từ từ nó dễ hiểu hơn, cái công thức này nó dễ nhớ hơn. Còn bạn chọn công thức tổng nào thầy chả bỏ gì. Đến đây các em bỏ cái 7 này chia 7 đi, còn 11 nhân 2 còn 22. 192 chia bỏ 6 cho nó ngắn gọn. Tự nhiên đến đây chúng ta thu được một cái hệ rất đơn giản. Tách U7 ra thành U1 cộng 6D. Tách 12 thành U1 cộng 11D. Đến đây chúng ta thu gọn được 2622 21 32. Các em lấy máy tính mà bấm luôn cũng được. Lấy máy tính bấm luôn. Cần thiết thì bạn nào thích thì có thể rút gọn phương trình đầu cho 2 cho nó đẹp. Còn nếu không thì thôi, bấm luôn nó cũng ra 52. Thế là xong, đúng không?
thôi cũng chả cần rút gọn, thầy thích thì thầy cẩn thận thì thầy ghi thôi, còn đâu các em lấy máy tính mà bấm. Không có thêm điều kiện gì thì đây chính là các thông số cần phải tìm rồi các em nhé. Như vậy là các cái câu có chứa tổng trong này thì cũng rất là bình thường. Chúng ta nhớ nên dùng cái này, thầy dặn nó đi theo hướng này cho đơn giản dễ hiểu, còn em đích thích đi hướng nào cũng được, như nhau cả. Câu C, bắt đầu những câu này trở đi nó có cảm giác là bậc nó cao hơn, dài hơn tí. Hai cái anh chàng này có chứa bình phương. Bây giờ thầy cho chúng ta cùng phân tích. Cái thứ nhất, các em phân tích U2 và U3 theo U1 cộng D và U1 cộng 2D. Còn anh chàng U5 các em phân tích thành U1 cộng 4D bị bình phương. Ở trên các em thu gọn còn 2U1 cộng 3D bằng âm 4. Ở dưới các em phân tích, thầy bảo này, ở trên này chúng ta chưa tìm được nghe U1 hoặc D, nên chưa có cái số gì thì chúng ta không thể thế vào luôn, mà chúng ta phải theo thầy nhé. Thì bây giờ em cứ phân tích chỗ này ra rồi em thế. Hoặc có những bạn nhé, bạn lại rút chỗ này ra rồi bạn cho vào đây. Có những bạn làm thế này cũng được này. Có những bạn bạn lại rút đây luôn rồi bạn bỏ vào đây, sau đó bạn phá hẳn thức. Thì theo thầy thì cũng như nhau cả, nhưng mà thôi, phá hẳn thức ra cho đơn giản, xong rồi thế cho nó dễ, được không? Ừ, như vậy phá hẳn thức ra thì U1 bình cộng U1 bình là 2U1 bình, chỗ này 42 là 8 lần U1D cộng 16D bình bằng 50. Thế thầy mới bảo là cái bước này này, chỗ này phải hết sức tinh ý, nếu không thì chúng ta sẽ làm cho bài toán trở nên rắc rối. Rõ ràng em phát hiện ra với phương trình trên, việc rút cái gì nó cũng xấu. Rút U1 nó cũng xấu mà rút D nó cũng xấu. Bây giờ các em rút D ra nhá, thì trừ 4 trừ 2U1 chia 3. Các em rút U1 ra thì trừ 4 trừ 3D chia 2. Thế bạn nào, cái bây giờ mà các em đừng có làm cách ý không, nó ngu lắm. Em mà rút kiểu ý ra nó bị dính gì? Dính phân. Phân số một loạt em rút đằng nào em cũng gặp phân. Và em bỏ vào trong cái này, thực ra rút gì vào thì cũng phải thay vào đây thôi. Sau đó nó bị dính vào các cái bình phương này thôi thì chết rồi, phân nó sẽ văng tung tóe khắp mọi nơi. Và đảm bảo là em sẽ ngất lập tức. Thế thì bây giờ thầy lại có một cái ý hiểu, thầy lại có một cái ý tưởng mà nó như thế này nhé. Đó là bài này thì tạm thời là chưa có cái cách gì mà nó có thể thông minh hơn được. Thì trong bài toán này thì chúng ta đành phải chấp nhận là rút một anh chàng nào đó cho dù hơi dính phân. Nhưng tí nữa trong câu sau nữa trở đi, thầy sẽ dạy cho các em thêm một số cái cách thế khác mà có thể tránh những cái trường hợp mà bị rơi vào tình trạng này. Đầu tiên chúng ta cứ giải bình thường bằng tình trạng này đã nhé, được chưa? Còn các câu khác trở đi thầy có thể dạy cho em thêm một số cái cách mà nhìn khác đi một tí để cho nó làm nó đỡ bị dính vào phân số. Trong trường hợp này ta cứ phải thừa nhận là đi con đường này trước, được chưa? Cho dù biết là nguy hiểm đấy nhưng vẫn phải làm thôi, đúng không? Bây giờ các em mà không tập làm những cái này trước đi thì cũng chả ai cứu được, tại vì thầy mới bảo là những cái này nó thuộc về cái kiến thức căn bản của đại số mà. Giải kiểu gì thì giải, đừng có để nhầm thôi, đúng không? Thì đây, rút U1 ra, trừ 3D, trừ 4, tất cả chia 2, thay nó vào đây, bình phương, rồi cộng với 8 lần vào đây, D đây, cộng 16D bình. Chỗ này thì thầy phải sử dụng cái tài năng rút gọn của các em rồi. Bây giờ các em rút gọn thần thông thế nào, để làm thế nào để thu được phương trình còn toàn D là được. Ôi nhưng mà cái chỗ này nó cũng sợ lắm ấy. Nhiều bạn thầy sợ, các em không rút được đâu. Thầy thì thầy rút ra sẵn kết quả rồi cho đỡ dài. Thầy có một cái gợi ý khi tính bình phương này. Các em thân mến, trừ của 3D trừ 4 thì các em cứ hiểu rằng là đổi dấu tất đi. 3D cộng 4 tất cả bình phương đi. Các em đừng có ngu ở cái chỗ đó là các em lại rút gọn bỏ 2 luôn là sai nhá. Khi cái này bình phương lên thì 3D cộng 4 tất bình, tí nữa 2 bình lên ra 4. 2 bình lên thì ra 4. Thế nên là các em tính thế nào thì tính. Nhớ chưa? Sau đó thì chỗ này quy đồng lên, gánh hết phân ra đồng, quy đồng hết lên. Rồi làm thế nào thì làm. Chỗ này phải tự làm ra nháp, không cần trình bày vào vở, có trình bày vào vở chả được thêm điểm đâu. Và cuối cùng chúng ta sẽ thu được kết quả như sau. Đây, chúng ta được 17D bình trừ 8D bằng, trừ 84 bằng 0. Thầy bảo này, nếu như mà làm mà tự luận ấy thì thôi thầy có ý kiến như thế này nhá. Các em nhập nguyên cả cái phương trình này vào máy tính đi. Coi như cái chữ D em thay bởi cái chữ X gì đi. Em ấn Shift Ctrl 2 lần là máy nó ra kết quả. Nếu mà đẹp thì may mắn nó ra luôn, còn xấu thì nó ra sấp xỉ được. Thì thực ra nó vẫn đọc được, em ấn Shift Ctrl 2 lần nhé.
thì chúng ta sẽ có đó là D bằng âm 2 và 42 phần 17. Chả biết Simpson nó có hiện được ra cái phân số này không. Âm 2 thì có khi nó hiện được, nhưng mà 42 phần 17 cũng có thể. Máy tính nào mà ổn ổn thì không sao, còn không thì chắc là chịu rồi. Thế thì các em làm thế nào nhé. Theo đề bài nói D nguyên, nên chúng ta chỉ lấy D là âm 2 là số nguyên, còn đây phân số mất rồi. Nên bài này ta ghi do D nguyên, ta chỉ chọn D bằng âm 2, thay vào đây thì ta được U1 bằng 1. Thỉnh thoảng thì người ta cũng sẽ cho một cái dữ kiện nào đó để loại trừ, như là âm dương hoặc là nguyên không nguyên, vân vân. Chỗ này thì em đều hiểu được hết rồi, chả có gì khó. Đấy, như vậy câu này nó chỉ khó ở cái chỗ là rút gọn là hơi nguy hiểm tí. Nhớ chưa? Còn ngoài ra thì có máy tính hết rồi, tính toán thế nào cho nó khéo nhé. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng đến với câu cuối cùng. Câu D đúng không? Đây, câu này 3 thừa, 3 số hạng liền. Câu này dễ rơi vào thi lắm đấy. Các em có nhận ra đây là một cái hệ liên quan đến 3 số hạng, nhưng 3 số hạng lại rất đặc biệt. Bài trước nhá, là các số hạng này nghe có cảm giác là nó không liên quan cho lắm. Nhưng bài này em có thấy không, 3 số hạng liên tiếp. Nên thầy sẽ sử dụng một cái tính chất của 3 số hạng liên tiếp, đó là sử dụng tổng của số đầu cộng số cuối bằng 2 lần số giữa. Như vậy thầy sẽ áp dụng công thức U1 cộng U3 bằng 2 lần U2. Các em nhìn nhá, 2 lần U2 mà em cộng thêm một bác U2 vào nữa, như vậy em sẽ có 3 bác U2 bằng 27. Thế có phải là em nhẩm ra luôn là bác U2 bằng 9 không? Nào thầy nói thế có hiểu không? Chắc chắn rồi. 3 bác U2 cộng nhau bằng 27. Thì 3 bác U2 đây nhân với nhau 27. Thế thì nhẩm ra U2 bằng 9. À, thế từ khi mà có U2 bằng 9 rồi thì mình sử dụng cái phép gì ấy nhỉ? Phép thế, mình thế luôn vào đây này. Như vậy, phương trình đầu và phương trình sau mình đều biết được luôn một cái giá trị U2 rồi. Ồ, thế thì phương trình chỉ còn mỗi hai ẩn U1, U3. Thế thì bài toán lại quay về bài trước. À, vui quá là vui. Đúng không? Nào, như vậy chúng ta có. Lúc này ta chỉ còn U1 cộng U3, chúng ta bỏ U2 đi thì 27 trừ 9 còn 18. U1 bình cộng U3 bình lúc này chỉ còn 275, chúng ta trừ bỏ đi 9 bình 81, ta còn 194. Vui chưa? Đây là một trong những cái phương pháp mà xóa bớt được một số cái bọn trung gian. Đến đây bài toán lại hết sức đơn giản. À, thầy bảo này, đến đây có nhất thiết là phải phân tích về U1 và D không? Chúng ta lại tinh mắt nhận ra một vài điều như sau. Bây giờ nếu như mà các em phân tích U3 theo U1 và D, rồi tí nữa các em lại rút một ẩn ra, em thêm vào phương trình dưới, kiểu gì các em lại gặp phân. Tức là em lại dính phân số, rồi em lại phải gánh phân ra đồng, mệt lắm. Người ta phát hiện ra trên này U1, U3, dưới này ta cũng thấy U3, U gì? U1. Rõ ràng ta coi như đây là một hệ phương trình bậc 2, gồm có hai ẩn U1 và U3 luôn đi. Thế thì mình giải cái hệ này luôn để mình tìm ra luôn U1 và U3, nó có chả nhanh hơn không? Bài này chúng ta không cần phân tích theo D nữa cũng được. Ta làm luôn cái hướng đó là rút luôn một anh chàng U nào đó. Giả sử rút U3 là bằng 18 trừ U1. Ta tạ thế vào phương trình dưới. Đây, cho cái bác này vào trong bình phương. Đến đây các em, đây là một cái hệ kiểu người ta gọi là hệ đối xứng loại 1. Ngày sau học năm lớp 10 rồi. Những cái hệ có chứa tổng, chứa tích, chứa tổng bình phương, đảo chỗ cho nhau, chúng ta không thu được hệ mới đấy, mà chúng ta vẫn là hệ cũ, thì người ta gọi đây là hệ đối xứng. Những cái hệ đối xứng tổng tích này thì phương pháp thế cho đơn giản. Thế thì rút một ẩn ra thay phương trình dưới, lấy máy tính bấm thu gọn phương trình này, thì có phải ta dễ dàng giải ra U1 không? Ok, cái này dễ hiểu rồi đúng không? Thầy gợi ý cái hướng đi như thế là hiểu rồi. Nào, ok chưa? Chỗ này tự phân tích nhá. À, đây, vẫn cái hệ ý của em đây, thầy để nguyên lại đây nhá, thầy không bảo gì nhá. Đây, cái hệ của em đây. Đây, hệ này chúng ta bấm máy tính ra thì chúng ta có U1 bằng 5. Hoặc kem ghi ngoặc vuông cũng được, mà kem ghi cái chữ V cũng được. Cái chữ V như thế này này, đấy, là người ta đều hiểu cả. Viết chữ V cũng được, mà ghi ngoặc vuông cũng được ở dưới. Thì thầy ghi thế này cho nó ngắn, thầy thấy viết thế này hay đấy. Chúng ta sẽ tìm được hai cái anh chàng U1 đó là 5 và 13. Mời các em thế vào đây thì chúng ta sẽ thu được hai bộ U1, U3. Xin phép các em là hai bộ, em phải để ngoặc vuông ở ngoài. Đúng không? Hai bộ nghiệm ấy. À,
Như vậy bộ thứ nhất năm 13, bộ thứ hai 13 năm. Đúng thế thật. Vì xy là một nghiệm thì yx cũng là một nghiệm trong hệ đối xứng mà. Thực ra giải ra một cái thôi cũng có thể đoán được cái còn lại luôn đấy. Từ khi mà có anh chàng U3 thì bây giờ kem nhẩm trong đầu U3 trừ đi U1 thì bằng mấy lần con D? Bằng 2 lần con D. Như vậy là 13 trừ đi 5 là vừa đủ 8. 8 chia bỏ cho 2 thì ra D bằng 4. Anh chàng ở dưới này thì âm 4. Vì nhẩm nó ra D mà. Cái việc nhẩm ra D thì không có gì khó khăn cả. Như vậy chúng ta tìm được mấy cấp số cộng? 2 cấp số cộng thỏa mãn. Các em thấy không? Bài này không có thêm điều kiện gì thì ôm cả 2. Một trong những cái cần nói với các em là thầy đã nói rồi đấy nhá. Đó là chúng ta có thể đưa trực tiếp về các cái U luôn. Ngoài ra trong quá trình làm thì có thể vận dụng một số tính chất của các cái bác U liên tiếp. Được chưa? Hết chưa? Rồi, các em thân mến. Đấy, như vậy bài số 4 của thầy trò chúng ta rất là hay, đã kết thúc thành công. Bây giờ mình cùng vào bài tập số 5. Tìm số các số hạng của cấp số cộng UN sau biết thỏa mãn một cái hệ như thế này. U2 cộng U4 cộng chấm 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 cộng tiếp đến U2N, ý muốn nói ở đây là cộng tiếp đấy, cộng U2N bằng 256, U2 cộng U2N bằng 64. Các cái U này rất là quen nhỉ, em có thấy nó giống các cái U chẵn không? U chẵn nhỉ, U ở vị trí chẵn đấy, U2, U4, U6, U10 đấy, kiểu thế đấy. Biết U đầu cộng U cuối rồi, bằng 64. Ở bài này ở trên thì biết tổng. Đây là tổng của các số hạng, nhưng mà lại tổng các số hạng chẵn. Vui nhỉ. Cho thầy hỏi nhé, nếu chúng ta tính đến U thứ 2N thì cấp số cộng này sẽ có 2N số hạng. Nếu mà chúng ta chỉ tính các cái bọn chẵn ấy thì chúng ta chỉ có mấy số hạng thôi? N số hạng chẵn thôi, vì chia ra làm đôi. Đúng không? Chuẩn chưa các em? 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10 ấy. Ừ, đấy, kiểu hiểu như thế. Như vậy, bài này ta phải nhớ rằng, à, rõ ràng họ đã cho thông tin về tổng, nhưng tổng đây là tổng một nửa, tức là tổng của các số hạng chẵn. Như vậy, bài này chúng ta thiết lập công thức tính tổng. Thì các em nên nhớ cho thầy một điều, đây chính là tổng của N số hạng thôi, chứ không phải N, 2N số hạng. Tổng này có một nửa mà. Tuy rằng U cuối cùng là 2N, nhưng các em nên nhớ số số hạng trong cái trường hợp này nó ở trong cái tổng này này, nó mới chỉ có N số hạng thôi. Tổng N số hạng chẵn từ U2 đến U2N. Thế thì bây giờ chúng ta thiết lập công thức tính tổng, ta sẽ có như sau. Rõ ràng đây là một tổng thì chúng ta có cách tính U đầu cộng U cuối nhân số số hạng chia 2. Các em thân mến, chỗ này số số hạng là N. Có hiểu không? N số số hạng. Các em mà bảo số, nhiều bạn bảo thầy ơi, mọi khi em thấy U cuối chỗ này bao nhiêu em nhân với luôn là 2N, nó không phải đâu. Được chưa? Đây chỉ có toàn là số hạng chẵn thôi. Thứ chẵn đấy, nghe cho kỹ nhá. À đấy, thì bằng 256. Mà người ta lại cho em thông tin về U đầu cộng U cuối rồi, bằng 64. Trời ơi, các em thay vào đây là xong. Thay trực tiếp. Thế là chúng ta được 64N chia 2 bằng 256. Nhanh như chớp, các em giải được ra N ngay. Có giải được không? N của các em vừa đúng bằng 8. Đúng không? Vậy cấp số cộng đã cho có 8 số hạng. Đề người ta hỏi tìm số số hạng, người ta nói là N bằng 8, tức là số số hạng đấy. Đúng không? Số số hạng của cấp số cộng UN trong bài này là 8 số hạng thôi. Rất là đơn giản, không có gì khó cả. Bài này dùng phép thế các em nhé. Đây cũng là một trong những cái bài rất là hay. Các em có thể thấy người ta cho thông tin gì thì mình thế lẫn nhau vào. Quan trọng mình nhận ra là cái chỗ nào là tổng là được. Bài số 5 như vậy là kết thúc thành công.